nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi giảm thời gian chi phí xã hội cho người dân từ hôm nay tỉnh thừa thiên huế thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử và xác thực điện tử vneid cho các trường hợp công dân việt nam có tài khoản định danh điện tử vneid mức độ 2 các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử vneid mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thừa thiên huế trường hợp đối tượng thuộc diện miễn giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid vẫn thực hiện nộp phí theo quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của sở tư pháp phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNEID. Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp công dân có nhu cầu nhưng kết quả phiếu lý lịch tư pháp bản giấy thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.